Mình đã chính thức rời phố về rừng. Hello mọi người ơi, hôm nay mình đã ra thị trấn để mua mấy cái con ngu ngốc này. Không biết là nên chọn con ếch hay con sư tử đây. Còn cái này thì là chọn mèo hay chó nhở? Mình đi sắm một ít đồ để về trang trí căn phòng của mình. Vừa cũng là lúc đồ đạc của mình ở thành phố được gửi về. Mình đã khá là đắn đo giữa việc ở quê hay là lên thành phố. Và quyết định của mình là sẽ ở quê thử một năm. Sau đó thì mình sẽ tính tiếp. Vì sẽ ở quê lâu lâu chứ không phải là tạm bợ nữa nên là mình quyết định sẽ dọn dẹp căn phòng này. Để cho nó sáng sủa xinh xinh một tí, lượn lờ mãi ngoài cửa hàng chăn ga gối thì mình mới tìm được cái ga như thế này. Ở đây thì không có ga trơn mà toàn màu già thôi, cái mãi mới được cái hoa vải hoa sói như này đúng là hợp gu của mình. Chiếc cửa sổ này thì mình sẽ sơn hết màu trắng lên nhá. Sơn cửa sổ thì phải sơn nhiều lần cơ và phải đợi nó khô mới sơn tiếp được nên là mình cứ sơn tạm tạm sương sương này thôi nhá. Và mình sẽ treo tranh của mình vẽ lên trên tường, trải thảm ghép ra sàn cho nó sạch chân và trông lại thẩm mỹ nữa. À, mình còn mua được một cái kệ 3 tầng khá là xinh. Kệ này cũng có màu xanh pastel gần giống cái ga của mình. Còn cái thảm ở đầu video thì mình đã chọn con chó gặm xương này trông cute không? Vì chưa có tủ quần áo nên là mình để tạm ra ba cái rổ như này nhá. Sau vài thao tác đơn giản thì căn phòng đã sáng hơn rồi đấy mọi người ơi. Còn cái khu dựng video của mình thì mình chưa tìm được cái bàn nào ưng ý nên là cứ để tạm đây nhá. Sau một buổi chiều trang trí dọn dẹp thì mình ưng cái góc này nhất này. Nhưng mà trong nhà vẫn còn thiếu nhiều lắm. Thiếu gì thì thiếu nhưng mà không thể thiếu nước thơm được. Mình đã chọn được hai mùi tinh dầu thơm phòng này, trông nó cứ xinh xẻo gì đâu ấy. Hoa bên trong cái chai này là hoa thật đấy mọi người ạ. Chai màu tím gọi là hoa oải hương Pháp. Mình thích mùi của màu vàng hơn vì nó ngọt ngọt ấy. Màu tím thì đẹp hơn, còn màu vàng thì mình thấy thơm hơn.